trí thông minh vĩnh cửu của Dyson hay viễn cảnh Dyson là ý tưởng do nhà vật lý Freeman Dyson đưa ra, giả thuyết mô tả các sự sống thông minh có thể duy trì vĩnh viễn vũ trụ. Theo các nhà khoa học, vũ trụ chúng ta có một sự khởi đầu nên chắc chắn cũng sẽ có kết thúc. Theo dự đoán, số mệnh cuối cùng của vũ trụ có thể có 3 loại kết cục. Tình huống thứ nhất là vụ băng giá lớn, Big Freeze. Năng lượng tối sẽ làm cho các thiên hà tách xa nhau. Khi đạt đến cực điểm, vũ trụ sẽ trở nên lạnh lẽo, tối tăm và cô đơn. Đây là kết cục đáng sợ về sự đóng băng của vũ trụ. Một tình huống khác là vụ xé lớn Big Rip. Năng lượng tối không ngừng mạnh lên theo thời gian, cho đến khi nó có thể xé nát bất cứ vật thể nào. Ngay cả hành tinh hay hành tinh cũng khó thoát khỏi sức mạnh của nó. Thậm chí, nó còn xé nát cả phân tử, nguyên tử. Đây là kết cục thực sự đáng sợ về sự xé nát của vũ trụ. Tình huống thứ ba là vụ co lớn Big Crunch. Vũ trụ từ đâu đến thì sẽ trở về chỗ đó. Sự tăng tốc giãn nở cũng không thể thay đổi được vận mệnh cuối cùng của vũ trụ, là co rút lại thành một điểm. Đây cũng là kết cục đáng sợ về sự sụp đổ của vũ trụ. Theo dự đoán của các nhà khoa học, thì sự co rút này có thể sẽ xảy ra sau 1 tỷ năm nữa. Cho dù trong tình huống nào, gần như tất cả các dự báo của các nhà khoa học đều hướng về một kết cục khủng khiếp và tang thương. Đó chính là kết cục diệt vong của vũ trụ. Tuy nhiên, chúng ta không nên vội thất vọng bởi kết cục trên là dựa trên quan điểm vũ trụ là tập hợp của các vật chất ngẫu nhiên. Theo lý thuyết này, thì vũ trụ là một tập hợp khối lượng khổng lồ các vật chất. Chúng liên kết với nhau bởi 5 loại lực cơ bản là trọng lực, lượng hấp dẫn, lực hạt nhân yếu, lực hạt nhân mạnh, lực điện từ. Vì vũ trụ liên tục giãn nở, các liên kết này tạo ra một cân bằng động và tạm thời. Dù vậy, theo những nghiên cứu mới gần đây cho thấy, vũ trụ không phải đơn thuần là tập hợp của các vật chất tự nhiên với các chuyển động ngẫu nhiên, mà có thể bản thân vũ trụ chính là sinh mệnh sống khổng lồ với trí tuệ siêu việt và hoàn hảo. Suy luận này dựa trên nhiều yếu tố. Đầu tiên phải kể đến việc cấu trúc của vũ trụ tương tự như cấu trúc của bộ não con người. Sau khi đổ hàng tỷ đô la cho dự án mô phỏng thiên niên kỷ Millennium Simulation nghiên cứu về não bộ, các nhà khoa học đã phát hiện một sự tương đồng mang tính cấu trúc thể hiện ở các kết nối cũng như sự phân bố vật chất trong não và trong vũ trụ. Các khoa học gia giải thích rằng hố đen giống như nhân tế bào. Chân trời sự kiện của hố đen, Event Horizon, nôm na là giới hạn mà vật thể sẽ không thể quay trở lại và bị lực hấp dẫn kéo vào trong hố đen cũng giống với màng nhân bào. Chân trời sự kiện của hố đen có 2 lớp, giống như màng nhân bào, mọi vật rơi vào trong đều không thể ra ngoài. Màng nhân bào phân chia tách các chất lỏng trong tế bào, ngăn ngừa sự trộn lẫn và điều hòa sự trao đổi chất trong và ngoài nhân tế bào. Một điểm tương đồng khác là hố đen và tế bào sống đều phát ra các túi bức xạ điện từ. Các nhà nghiên cứu đã nhận xét gần như tất cả những gì tồn tại trong vũ trụ lớn đều được phản ánh trong tế bào sinh học như một tiểu vũ trụ. Nói đơn giản, vũ trụ có thể được nhìn nhận như một tế bào. Ngoài việc cấu trúc của vũ trụ tương tự như bộ não người, hố đen giống như tế bào nhân, thì nhìn ở khía cạnh thiết kế, ta cũng có thể thấy vũ trụ được tạo ra là có sự tinh chỉnh của một trí tuệ, chứ không phải là điều ngẫu nhiên. Theo Vera Kistiakowasi, một nhà vật lý tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ, tuyên bố rằng cấu trúc tinh xảo vi diệu của vũ trụ là một dấu hiệu hé mở sự tồn tại của một lực lượng siêu nhiên. Kistiakowasi cho biết, cái trật tự tinh xảo vi diệu được khám phá ra, nhiều vốn hiểu biết khoa học của chúng ta về thế giới vật chất đã mặc định sự tồn tại của một đấng siêu nhiên, của các nhân tố không thể giải thích được, của một đấng sáng tạo. Vào đầu thế kỷ 21, người theo thuyết vô thần nổi tiếng Anthony Flew, người chưa từng tin về những điều này trong suốt cuộc đời mình, đã bất ngờ và thậm chí nghiên cứu về trí tuệ đáng kinh ngạc phía sau DNA. Flew giải thích những gì đã khiến ông thay đổi quan điểm của mình. Những gì tôi nghĩ về việc các chuỗi phân tử DNA đã làm chính là để cho thấy trí tuệ như vậy chắc hẳn phải liên quan đến việc khiến những phân tử đa dạng và đặc biệt này lại liên kết với nhau. Tôi thấy rằng những thành quả có được một cách vô cùng phức tạp đó giống như việc làm của một trí tuệ. Tức là vũ trụ chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc bởi một sinh mệnh sống thì sẽ luôn tìm cách hoàn chỉnh và tái tạo lại với bản thân. Điều này có vẻ đúng. Khi mới đây các nhà khoa học đã phát hiện ra rất nhiều thiên hà đang được cải lão hoàn đồng ở rất nhiều vị trí trong vũ trụ. Năm 2005, các nhà thiên văn học đã phát hiện một thiên hà rộng lớn mới chào đời, cách trái đất khoảng gần 1 tỷ năm ánh sáng. Nó to gấp 8 lần hệ ngân hà. Tháng 10 năm 2006,
Trong một thiên hà ở gần góc của hệ ngân hà đã diễn ra một cảnh tượng ngoạn mục, sự va chạm lớn của hai thiên hà. Khi hai thiên hà va chạm nhau, đã có một tỷ hành tinh mới liên tục ra đời. Tháng 6 năm 2010, một vụ nổ tia gamma mạnh mẽ chưa từng thấy, cách trái đất 5 tỷ năm ánh sáng, đã khiến cho thiết bị đo SWIFT của NASA bị bão hòa. Năm 2010, các nhà thiên văn phát hiện xung quanh một thiên hà cổ xưa xuất hiện những vòng tia tử ngoại rất đẹp, có cái lớn đến mức đủ bao quanh mấy hệ ngân hà, trong đó có rất nhiều hành tinh mới. Tháng 12 năm 2010, các nhà thiên văn phát hiện một quần thể rất lớn, các thiên hà trẻ, đang trải qua thời kỳ sơ sinh, quy mô và tốc độ sản sinh ra hành tinh mới của chúng, khiến các nhà khoa học kinh ngạc. Tháng 3 năm 2012, người ta đã phát hiện trong kết cấu hình đĩa của hệ ngân hà của chúng ta có 5.000 khí bảo vũ trụ, dấu hiệu cho thấy sắp có hành tinh mới ra đời. Như vậy rất có thể vũ trụ sẽ không kết thúc như dự đoán của nhiều nhà khoa học, mà bằng vào siêu trí tuệ của mình, vũ trụ có thể tự cải tạo để duy trì sự tồn tại vĩnh cửu. Tuy thế, không có nghĩa là con người sẽ trường tồn cùng với vũ trụ. Việc con người hủy hoại môi trường sinh thái, liên tục xả rất nhiều rác vào vũ trụ, có thể khiến siêu trí tuệ này đào thải con người. Dựa trên những khám phá mới này, một lý thuyết mới ra đời, trí thông minh vĩnh cửu của Dyson hay viễn cảnh Dyson do nhà vật lý Freeman Dyson đưa ra, giả thuyết mô tả các sự sống thông minh có thể duy trì vĩnh viễn vũ trụ. Đầu tiên, các sự sống thông minh sẽ lưu trữ một lượng năng lượng hữu hạn. Họ dùng một nửa hay một phần của năng lượng này cho việc suy nghĩ. Khi gradient năng lượng tạo ra do việc sử dụng phần năng lượng này đã kết thúc, sự sống sẽ đi vào trạng thái ngủ đông, đến khi vũ trụ trở nên lạnh hơn. Khi vũ trụ đã đủ lạnh, một nửa của phần năng lượng còn lại, 1/4 năng lượng ban đầu, sẽ được sử dụng tiếp để duy trì suy nghĩ của sự sống. Thế giới cứ tiếp tục như vậy, mức năng lượng càng lúc càng nhỏ tiếp tục duy trì sự sống. Khi vũ trụ lạnh hơn, các suy nghĩ càng lúc càng chậm lại, nhưng không bao giờ kết thúc. Theo lý thuyết của Dyson, một nền văn minh tiên tiến có thể tồn tại trong một giai đoạn thời gian vô hạn mà chỉ cần một lượng năng lượng hữu hạn. Một nền văn minh như vậy sẽ biến đổi các giai đoạn hoạt động ngắn bằng những giai đoạn ngủ đông thậm chí còn dài hơn. Dù có thể xảy ra trên lý thuyết, không chắc chắn rằng liệu sẽ có những kỹ thuật như vậy để khiến các kịch bản ấy có thể xảy ra. Hơn nữa, những giải pháp hữu hiệu có thể không phân biệt được với tình trạng hiện tại của vũ trụ của chúng ta. Nói cách khác, nếu nền văn minh không thể ngăn vũ trụ sụp đổ, ít nhất họ có thể sử dụng năng lượng từ vụ sụp đổ để tái tạo các vũ trụ tương lai, giống với vũ trụ đang kết thúc nhưng với các tỷ lệ thời gian nhân tạo